hậu mà giống hay hại. Hãy đào đi nghe, chỗ này anh sẽ đào. Thẻ răng nữa. Chị nặng mụn mà chị thấy cái tay mà dính xi má rồi giờ giờ không lấy một lúc cho mình phóng to nữa vậy.
mấy tuổi rồi không biết. Chắc 13, 13, 12, 13. Nhỏ mà. Bà làm khách nữa mà. Lộ đào đồ như thế nào. Gọi chị cho mình về đâu yên tâm nè. Hồi hợp á. Mà ra đây là tự thốt rồi đó. Sao trời trời hôm nay chắc ta nói thiệt á. Nhìn mà thảm thương. Em nhớ không? Thôi. Nhìn ra vừa đen nè. Trần đen mà. Nhìn cái mặt tôi vui đó. Đó. Chỉ có chị mới bị đại. Chứ nhiều người họ đâu nhận đâu em. Thì bây giờ ông bên ông tha tay rất đầu mà đang biết không, như con Trang như chị là chị nói cho em chịu rồi đó chị đâu. Trang chơi kêu chị chị nhận với em là em không hết. Em đâu, em thương thương nhưng mà em nhận. Tính ra cũng thẳng thôi thôi nhưng mà nó không có. Đúng rồi. Còn chị là hay hay thấy tàu tàu rồi. Phải mới thấy ai vô làm cũng muốn nhận hết. Trời trời. Nó tiền mua cả. Ăn uống đồ em tự nhiên một tháng chị ra nhiều lắm. Làm nhiều khi không đủ luôn. Sợ luôn. Chết. Hồi trước còn có này nè, có tiền chờ đứng hình mấy tháng trời chán. Thì chịu chứ ra. Thì ví dụ như trời chị cái thả đó, đó, nói chung là đứa một cảm thấy được tiền ở có lợi chứ không ở không thôi với trời chị em đâu có đường mua đâu biết đường mua tính nữa vậy không thể như trước được thôi. Nhiều khi giống em mình đó, chị có tiền quen rồi giờ trời không có chị không cho nữa thì nó cũng hơi bị buồn xí nhưng mà chưa trừ ra ta không có. Ôi trời trời trời. Cục mẫu luôn. Đúng rồi. Bà bữa hôm mà chị ngày chị đi chơi á, chị lên trên Thăng An á, xong cái chị nói mấy đứa bên Hiến Nghĩ Khang ta xem tình hình đang không ổn thì cho nghỉ luôn. Cái anh nào nói em định nghỉ mà em nghe rất thôi em không nghỉ nữa. Em định xin nghỉ mà thôi em nghe chị Loan nói rửa thâu thôi em nghĩ nữa nè. Ý là do chị tình hình mấy đứa nghỉ chung vô lần chị ghét cái gì. Bữa nay đứa một nghỉ thì cho nghỉ lùng khỏe mệt
Cảm ơn em định, rất mà em định như chị nghĩ, thôi em khỏi nghĩ nữa. Đầu tháng là mỗi giò này. Thì đang nghĩ nhiều thì cũng phải tính nhá, phải tính chứ, cái gì xứng đáng nghĩ không thôi chứ. Không thì cho nghỉ luôn cho khỏe ta cha. Chứ ta thấy cũng dư người không cần thiết mày. Chứ hắn nghĩ cho mình thì mình còn ấy, chứ còn mình tụi hắn được cái phần tụi hắn không thôi, không nghĩ cho mình thì thôi. Tháng nghỉ được 2 đến 3 ngày sao thôi, tháng mình nghỉ 4 ngày đồ là thôi, cho đi luôn mệt, nghỉ quá nhiều. Ý là thà đây nè, ví dụ như không có đứa mong nghỉ thì... hoặc là cái việc chỉ trọng đại nghỉ, còn không có gì tự nhiên xin nghỉ luôn. Đi chị đi cúng bái à, cúng bái thiên địa à. Tiền chị đi, chung là năm là làm mộ rồi lại đó chị kìa. Nhiều lắm, chẳng phải là như mình, không phải như mình là mình dỗ thôi. Trời, ta thấy phức tạp lắm. Ồ, rồi. Tưởng hồi chưa thấy giờ.